Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Tuấn để qua giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tàng bự bự không nha quý vị. Cao cao cũng có ha. Rồi, chào anh. Chào Tuấn ha. Mình chào mấy cô chú, mấy anh chị trên toàn miền đất nước yêu mai vàng ha. Thì hôm nay em có về được lô mai bông để mấy cô chú anh chị chơi Tết. Thì cô chú anh chị nào vô coi xem clip được cây nào ưng ý chốt giùm em cây đó. Rồi shop em bán là bao sóng bao ship ha. Rồi mấy này là em bán ở miền Nam không nha mấy anh mấy chị. Miền Bắc là tại vì hôm nay tới 16 rồi nó hết ship đi được rồi, không kịp. Rồi không có nhận rồi, ship. Không nhận cây nữa. Rồi bao ship miền Nam. Rồi. Rồi nếu mà ở ngoài ngoài có nào thương lượng thì em bao xe em đi, nhiều em bao xe đi luôn. Bây giờ một cục hết nhận rồi. Rồi vô cây số 1 luôn. Số 1 đây ha. Một thì em này. Đây, mình không có lùi ra được nữa, quý vị để mình kéo lên ha. Đó, đây là khoảng 2,5 m á. 1,5 m còn đoạn này nữa cũng khá là cao đây, lấy báo lấy 2,5 m cho chắc. Báo 2,5 m ha nha, cắt được 2,5 m à. Còn tán ngang. Tán ngang chắc cũng 2 m, 2 m có hơn nè. Rồi, tán ngang lấy báo 2 m đi ha. Ừ. Quý vị ngắm nghía kỹ xương cành mình kéo ra từ trên xuống nha quý vị. Mấy em này thì xương ngang ha. Xương ngang nè. Rồi, cái hoành 30 đúng luôn. Rồi hoành thì 30 hoành, quý vị an tâm về hoành đo ha. Xương thì xương ngang. Còn nút nụ mình vô mình kiểm tra nút nụ em nói nha quý vị. Mình kiểm tra cái ngẫu nhiên đi ha, coi to nhỏ như thế nào đây. Đó, nụ trên thân hiện tại giờ nó dày nha quý vị. Cũng đặc hết trơn nha quý vị. Trên dưới cũng vậy ha. Đó. Ngắm nghía cái tàn lần nữa ha. Còn xuống đế ha. Mai tàng về mình không có khai thác đế ha, mình chỉ vừa thay thác đây, quay giới thiệu cho quý vị thôi ha. Cục đế cũng đẹp ha. Cũng có nữa ha, nhưng mà không có khai thác nè quý vị. Khá đế ha quý vị nè, để nơm cấp cắm nữa ha. Rồi, ở này có vị trí nó tét hay sao đây anh? Nhận chuyển nó tét. Nó hơi nứt xíu à. Xíu hả? Xíu à, chứ không có tét nhiều. Rồi. Hơi tét xíu à, mình bó lại cho nó dính. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Rồi, mã số 1 này mình giao lưu với cô chú anh chị 2,7 triệu. Mình bao ship nha. Rồi. Rồi cây này đi được có 2,5 m nhưng nếu anh chị có ship thì em cắt chút xíu trên ngọn khoảng chừng gan à. Rồi. Ừ. Mã số 2 đây ha. Số 2. 2 em này. Này chắc cao cũng khoảng 2,5 m nữa quá. Rồi báo lấy 2,5 m luôn đi ha. Ừ. Tăng ngang lấy 2 m đi. 2 m được, 2 m rồi đó. Hơn nhưng quý vị. Tăng ngang. Ngoài hơn nhiều lắm á. Ừ. Rồi xuống cái hoành nữa ha. Hoành đó này xích trên luôn. Trên đây đi. Đây cũng 30 đúng rồi, ở dưới là chặt hơn đó nha. 30 hoành. Rồi thân cành rồi quý vị, em này xương ngang ha. Đều khít nè. Ok ha. Đó. Cành ok ha, xương ngang hết nè. Nút nụ em nó quý vị nè, này nụ no ha, no này nụ nhiều no ha, nụ còn do. Rồi tiếp tục xương cành, quý vị nghe kỹ xương cành luôn ha. Rồi giao luôn nhiêu đây anh? Rồi mã số 2 này mình giao lưu 2,4 triệu. Rồi, 2 triệu. Rồi giá này báo làm bao ship hết rồi nha cô chú anh chị. Ship nhà gì luôn. Đó. Đây cái số 3 này. Rồi, số 3 sau lưng mình ha. Con cây mai khôi à. Em sạc lại sau lưng cái gì. Con này chắc cũng cả 2 m. Rồi, đây 2 m nha cái gì. Xương cành này cũng ok ha, ngang ngang nè. Đây, cái hoành là 28 có dư rồi, tính 28 nha mấy anh cô chú anh chị. Rồi, 28 hoành. Có cái cũ đây ha. Anh quay chắc giới thiệu cho em này là phôi còn nhiêu tàn ha. Rồi. Đây còn hai con đế tới đây, đây hơi đen cái gì cũng thấy ha. Không có rửa. Đó. Rồi cốc cành ở đây. Cho anh ra đây nghe anh Tấn. Cũng đều đây ha. Mã số 3 này giao lưu nhiêu anh? Rồi mã số 3 này mình giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu. Rồi 2 triệu. Rồi bao ship luôn.
Rồi số 4 đâu anh? Rồi số 4 đây. Rồi xe máy qua đây luôn. Em 4 này đây. Chắc cũng có 2 mét rưỡi nữa đó mà đi được cái 2 mét rưỡi à. Rồi cao lấy ship chỗ gì là 2 mét rưỡi nhưng quý vị. Tán ngang là vậy là nó cũng có phân nửa hay là mét rưỡi mà nó dày rồi chắc cũng 2 mét tăng lên đó nha mấy cô chú. Rồi em này cái tán ngang rộng thênh thang luôn á. Đó, tán ngang nè. Tán ngang là khỏi nói. Đó hoành báo từ xa luôn ha. Đây 30 yếu một chút về xích trên này nha. Còn dưới chắc có 30 à. Rồi dây báo lấy 29 đi ha. Rồi 29. 29 hoành nha quý vị. Đây quý vị này mình khỏi quay đế nha. Bán dạng bán mai tàn chi Tết ha. Đó. Dán thiệm này hơi siêu xíu nè. Nụ thì đặt cây luôn nha quý vị nè. Đó. Đặt cây luôn ha. Chỗ nào cũng vậy quý vị nè. Đặt cây ha nè. Quá là cái xương tàn. Đặt cây luôn. Cái đầu cành là nó cũng đặt hết trơn ha. Tắng giả hết trơn. Đó. Rồi kéo quý vị ngắm cái xương cành từ đỉnh xuống đi ha. Xương cành xương ngang 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 nè. Lúc nụ thì đặt hết trơn nha. Hoành báo lấy 29 ha. Cũng có cái củ bên đây. 29 qua. Cái siêu một xíu. Nụ thì khích trịch luôn ha. Cái này ship xe tải với bó không nổi luôn. Rồi. Giao lưu nhiêu đây anh? Rồi mã số 4 là mình giao lưu 3 triệu rưỡi ạ. Rồi 3 triệu rưỡi ha. Rồi. Rồi mình sang mã số 5 luôn. Số 5. Kéo máy qua đây luôn. Rồi cũng khoảng 2 mét rưỡi luôn ha. Rồi 2 mét rưỡi có dư luôn lấy 2 mét rưỡi ta ha. Rồi, cái hoành này sau đó bích dịch dưới đây rồi. Cái này ha. Ừ. Này chắc cũng có 30 rồi ha. 30 có hơn. Rồi em này lấy 30 đi. Em này chắc hơn. Hơn 30 á. Áo 30 đi ha. Tại em này nó nằm sát ở dưới. Đây sáng có bị khiên nó bị gãy hết nhánh. Này bán rẻ lại nó không có người chốt 3 triệu rồi đó mà bị gãy hết nhánh rồi hôm nay ghi giá lại. Rồi ổn ha. Ừ. Tán ngang này chắc cũng hơn 2 mét à. Đây quay cái góc này cái gì? Để ha. Đế đẹp lắm à. Bên kia cũng có rễ ok lắm đó, bên kia đó ha, lát nữa qua bên kia những cái gì. Nụ thì xem nụ nè. Nên là chơi để rẻ cái này lại, thì gãy hết nhánh này để mùa sau thì dưỡng nó. Nụ là đặt cây luôn nha quý vị. Đặt hết trơn. Đó. Quá đặt luôn ha nụ. Rồi, kéo lên quý vị mình ngắm nghía xương cành giúp mình cái ha. Cành nè. Rồi cái dàn ngang tán ngang nữa ha. Đây. Tán ngang cũng thì hơn 2 mét ha. Bị gãy hết tay cành do đó ổn ha. Cho có ngay đó là đều luôn á. Không thiếu luôn. Cá khiên vô nặng quá rồi. Cắn. Đủ tay cành hết trơn. Gãi tay cạnh đó nó thiếu hơn tay cạnh đó ha. Để mặt bên đây đây quý vị. Đó. Có tay cạnh đây ra nữa là ok đầy đủ luôn. Cái này mình giao lưu nhiêu đây anh? Nó là số mấy ta? Này số 5 rồi. Rồi số 5 mình giao lưu 2 triệu rưỡi. Đây 2 triệu rưỡi ha. Rồi, 3 triệu luôn. 3 triệu không bán gãi tay cạnh nó cái mất hết 500 ngàn ha. Đồ đặt luôn. Đó số 6 đó anh. Số 6 đây. Đó. Này cao chắc cũng có 1m2, 1m3 gì đây quá. Này hả? Hơn chứ anh. Ủa 1m7 đó. Đó. Đây hết. Đây hết 1m5 rồi nè. 1m7 đó. Đoạn cao nó lấy 1m7 đi ha. Tán ngang nó cũng 2m đó hơn rồi ha. Rồi tính 2m đi. 2m đi ha. Ây da, nó hoành đồ ở trên luôn. Này hơi kim tốn, 20. 20 hoành. Rồi 20 hoành những cái gì? Rồi xin cạnh thì khó chê luôn ha. Quá trời nhỏ nhỏ, đặt cái nhỏ mà nó đi tạng lực lực không? Cành nè. Đều rang hay xương ngang hết trơn ha. Đó. Cành nó vậy còn nút nụ thì nó như ve, con ve vậy đó. Đặt hết trơn rồi quý vị. Đó. Bự bự không ha. À, dài dài ở đây cũng vậy nè. Bên này cây anh lật sạch lá ra nhìn nụ còn dữ nữa ha. Nụ nó vậy như ve.
Rồi giao lưu như anh. Rồi mã số 6 giao lưu 1,7 triệu à. Rồi, 3 ship luôn. Rồi, cái tàn rộng này có tàn rộng đẹp lắm nè. Đây. Đó, để mình đi tới đây thôi, kéo ra ngoài bị chói nắng cái gì đó. Đó, tàn này đẹp nè. Kéo lên nữa được ha. Rồi. Mã số tiếp theo ha. Rồi mã số 8 luôn. Ủa số 7 luôn. Mã số 6 giờ tới số 7. 7 đây. Rồi cây này cao khoảng 2 mét ha. Đây rồi, để cao lấy 2 mét đi ha. Ừ, tán ngang thì cũng có 1,5 mét. Đây. Rồi ngang lấy 1,5 mét gì chứ hơn. Ngủ như cũng như da chứ quý vị. À. Rồi cái hoành 26 luôn. Rồi 26 hoành, ngủ như da luôn. Rồi, quá xa nụ luôn nè. Đặt luôn đó quý vị. Đó. Dài dưới đây cũng vậy ha. Quá xa nụ luôn. À, bắn vô vậy nè. Nụ vậy thấy những cái chấm bi ha. Qua xa luôn nè. Đặt cây luôn ha. Ở đầu cái là đặt cây luôn ạ. Rồi xương cành nó ngang cũng đều lắm quý vị. Đó quý vị mình xem mình kéo từ đỉnh xuống đi ha. Nụ thì an tâm. Đặt kẹo như da, tròn do. Góc thì nó hơi siêu xíu ha. Đây. Rồi giao lưu nhiêu anh? Rồi mã số 7 mình giao lưu 2,000,000 à. Nụ hết biết nụ luôn. Đặt cái tên ha. 2,000,000 ha. Rồi 2,000,000. Số 8 đâu anh? Đây số 8 kế bên luôn. Sau lưng đây ha. Đây thì mấy anh chị thông cảm, mang nặng quá khiêng riết công sống luôn, để cái quay luôn anh chị ơi. Đây, cái tàn này làm cái bầu bự dữ lắm. Này cao cũng khoảng 2 mét ha. Cái 1,8 m à. 8 tới 2 mét. Đó hả? 1,8 m à. Rồi lấy 1,8 m cho chắc đi ha. Khi báo với mấy anh chị. Báo ngang thì chắc cũng bảo 2 mét luôn đi ha. 1,8 m luôn. Rồi. Thấy cái thằng tròn luôn. Báo cao quá rồi mấy gì anh chị đo không tới cơ. Phiền. Phiền mình. Đây đó mình nhắm hướng thôi mà. Rồi. Cái hoành 31. 31 ha. Ừ. Này có muốn lên xù nha mấy anh chị. Đây bên đây nó nổi cục bên này. Để lát nữa nó nát luôn nhiêu cái gì. Để quý vị xem mặt bên đây trước ha, lát nữa kéo qua mặt kia. Vì mấy xương cành trước đây ha. Cành. Cái này thì cao lấy 1,8 m, ngang lấy 1,8 m luôn quý vị. Còn đủ nữa nè. Đó. Bự bự ha. Nhiều lắm cái gì nè. Cái chấm bi trong màn hình đây ha. Đó. Dội hay chặn nắng là chặn ta lại cái thấy được cái gì nữa. À, quay ở trong đây dễ thấy nè ha cái gì nè. Đó, trong màn hình giá. Trắng giả trơn. Rồi, xuống đế thôi vậy. Này đế nói chung cũng đều bốn mặt nha. Này mặt kia rồi ha, giờ qua tới đây ha. Đó. Đây, này, nghe tấn báo xù ha. Cha nhẹ nhẹ đây ha. Này. Thôi mình quay về thôi, nhưng cái gì mình cũng không có báo gì nha. Rồi. Giao lưu như anh. Rồi, mã số 8 này mình giao lưu 2,5 triệu ạ. 8, cái số 9 là đâu anh? Rồi, số 9 vô trong đây. 9 vô vòng vô trong nhà ha. Này nặng quá không khiêng đi nổi. Đây số 9 nằm bàn quay luôn. Hên quá. Đây. Đây số 9 được này nằm. Đây, em đặt vô bớt. Nó quay nó đụng. Số 9 này chắc cao cũng khoảng 1,6 m, 1,7 m về đây ha. Rồi. Trong tầm đó ha. Tăng ngang, tăng ngang. Tăng ngang thì cũng vậy ha. 6,7 m gì đó ha. Ừ. Tăng tròn nó xòe vậy quý vị. Cái hoành là 24 ha. Rồi 24 đúng ha quý vị. Rồi xương cành luôn đây. Xương cành quá trời nè. Xương cành. Nó độc chủ đây. Đấy, ta lấy dựng em này làm đọc chủ nó cái gì nè. Đây ha. Cái gì mình muốn ấy thì mình lấy cái con kẽm á, con sắt bự bự cái mình ghi nó lại ha. Ghi lại. Nút nụ em này nha quý vị. Nụ này như ve vậy á, đặt luôn á nè.
Rồi, quay ngược lên bằng năm cái gì nè, đóng đặt cây trên này ha, ai mà nó trổ ra cái dần rứt luôn á, đặt luôn ha. Anh này mình giao lưu như ra? Dạ mã số 9 này em giao lưu 2 triệu ạ. Rồi 2 triệu ha. Thì mà rồi mã số 9 2 triệu. 2 triệu. Rồi mã số 10 đó anh. Đây mã số 10 đây. Rồi đi ra ngoài sân thấy có gì? Đây hổm cây này thì cũng có người chốt ở miền Bắc nha, em gửi không được hôm không điện không hỏi. Thì rồi. Chú có coi clip lại thì còn đây nha chú, chứ con có bán tại gửi không được. À. Cao quá cao. Hôm chú hỏi sao mà không gửi cho chú, cao quá con không gửi đi được. Bu cục nó không xiết chứ không phải là họ. Rồi chú chốt là 2 triệu 7 rồi đó. Hiện nay hôm nay kia còn có 2 triệu rưỡi à. Đây rồi, sụt lại còn 2 triệu rưỡi, anh em nở gần đây thì chốt được quá cao. Rồi cái này là để mình kéo này cao quá xá nè. Này cao khoảng 2 mét rưỡi. Đó là một 2 mét rưỡi mà tóm lại cái nó lên tới 3 mét á, tại mình bó lại á. Rồi. Này bảo lấy 2 mét rưỡi thôi ha. Ừ. Rồi tán ngang anh. Ngang còn đất lượng bao nhiêu? Tán ngang là chắc con 1 mét rưỡi á. Rồi, 2 mét rưỡi chắc luôn ha. Rồi. Mình đo xích trên nè, trên cái cũ đi. Là 27. 7 nè, đây có cái cũ. Đây cái cũ này 34. Rồi 34. 34 ha. Cũ này 34 cái gì? Đó, chú không có chốt là chú coi clip lại còn nha, chứ con không có bán tại vì cao quá nha. Xa. Gửi đi bưu cục nó không có nhận. Nó bảo cắt khỏi còn 2m2 à. Đâu. Đó, no no vậy nè, đặt cây trên hang nè. Trắng giả luôn. Đây, trắng giả luôn ha, đủ quá xa luôn ha. À đủ. Như ve đây nè. Rồi nụ. Thấy thương luôn nè. Còn giò ha. Rồi, thân cành thì cũng đều đây không có gì nè. Mình kéo từ gốc lên đỉnh nha. Xương ngang ha. Nụ thì khổ chê luôn. Rồi mình giá nãy mình thấy rồi ha. Rồi giá là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Rồi tới mã số 11. Rồi 11 đây. Đây. Sáng máy qua đây luôn. Trầm trầm. Rồi mình kéo lên ha. Ướm thước vô anh tới. Rồi này cũng khoảng tầm 2 mét ha, nhưng mà mình đi khoảng 1 rưỡi mét. Gì? Gì? Ủa lộn 2 mét đi được. Này thước dây ngay đó là 1,5 rồi đó, còn ở trên là cũng khoảng là này ngoài 2m à. Ờ có 2,2 á, là tán ngang nó cũng 1,5 nè. Rồi ngang 1,5. Rồi xuống cái hoành cái ha. Đây 25. Rồi quý vị 25 hoành nè. Đó. Rồi xương cành. Quý vị còn nút nè, xương cành quý vị còn nút nụ nó đây quý vị nè. Chơi Tết thì cũng ok ha, cây này dưỡng lại mùa sau thì quá đẹp luôn nè. Quá sáng nụ luôn nè. Lừ luôn. Đâu cũng vậy cái gì nè. Nụ đặt hết trơn ha. Đó. Nụ thì quá xá nụ rồi. Rồi quý vị ngắm nghía xương cành từ dưới kéo lên. Từ từ quý vị ngắm nghía ha. Đủ chi cành hết này ha. Xương cũng kéo ngang sẵn rồi nè. Này cao thì ngoài 2 mét đó ha. Ngang thì 1,5 m. Rồi, giao lưu bao nhiêu ra? Rồi mã số 11 mình giao lưu cô chú chị 1,5 triệu nha. 1,5 triệu ha. Rồi, bao phí ship rồi. Bao phí ship luôn. 12 đây ha. 12. Rồi số 12. Khoan, cắt ra nó sáng thử. Ở ngoài lộ cho xe chạy. Rồi. Thẳng luôn. Đó. Đó. Cho xe chạy chứ không phải bị gì bó nha cô chú cô mấy anh chị. Cản rồi, cản đường đi ha. Rồi. Này chắc cũng cả 78 gì đây quá. Đó là 1,5 m nè, 1,5 m nè, còn 1,8 m, 2 m vậy ha. Này tầm 2 m á. Tán ngang cũng cả 1,5 m luôn. Đây. Đây tán ngang đây. Tán ngang thì 1,5 m có hơn luôn à quý vị ơi. Lấy 1,5 m cho chắc ha. Này cái da sần xù dưới vậy ha. Xù da cóc. Rồi 27 yếu 26 ha. Rồi đó, đó là đây 27 yếu đó. Rồi, này nó lên nó già. Lên già. Da cóc đó rồi. Thân cành luôn cái này già dữ lắm nha cô chú chị, nghĩ kỹ thân cành ha, cũng đều rang hết ha, đều quá nè, xương ngang ngang hết trơn ha.
quý vị ngắm nghía xương cành lần nữa ha, cái mình chuyển qua mình quay nút nụ nha quý vị, xương cành đây ha, đó. Nút nụ em này nè, đó, hiện tại thì nó như thế này nhưng quý vị nè, trong lòng bàn tay mình nè, đó. Đó, vậy đó ha, to có nhỏ có đủ cỡ trơn quý vị, to có nhỏ có đủ cỡ ha. Rồi giao lưu nhiêu đây? Rồi mã số 12 mình cũng giao lưu 1,5 triệu luôn. Rồi 1,5 triệu luôn. Ba ship ba sóng luôn. Đâu qua 13 đâu anh? Rồi 13 ship lại đây xíu. Nào theo chân luôn. Để chịch anh tôi nít cho khỏi thứ nữa. Đâu 13 ra? Đây số 13 đây. Này. À. Rồi mình hưởng thức cao quá đây. Em có cắt hết miếng nha cô chú anh chị, cắt này về chơi tết thì sao mà sao phôi lại lấy được là sao ha, đỉnh ha. Rồi, cao thì tới đây là 1,5 m nè, trên đó thì nó cũng khoảng nằm 2 m ha, 4 tấc nữa đó, 1,9 m đi ha, tăng ngang cho cột 1,5 m luôn. Rồi, tăng ngang lấy 1,5 m luôn, ngang thì rộng á, 3,5 m là chắc luôn. Quanh to đây là lấy 31 đi, 32 thì yếu chút nè, 31 và nè quý vị. Rồi. Còn để con đây, để nó đây. Còn chỉ đi quanh kia kìa. Con dòng bộ đế ha. Có giá thì ghi sẵn luôn hả quý vị. Gốc thì này nó hơi lắc nhẹ cái ha. Con xương cành đẹp nè quý vị ơi. Nó xương cành tứ diện nè, đẹp nè. Ngang 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 khích đẹp quá. Hôm nay xương cành ngang khích ha, đẹp. Nói gì quý vị dựng cái đỉnh lại nó là ok ha. Dựng đỉnh nó ok. Còn nút nụ nha quý vị. Đây, cái nhánh nó đưa ra ngoài đây. Có nắng rọi vô dễ thấy này. Nụ nè. Nụ bự ha. Có nắng rọi vô dễ thấy ha. Còn đây thì nó không có rọi, kéo xuống nè. Nụ bự luôn ha. Đây cũng vậy quý vị, chỗ nào cũng vậy ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Rồi, mã 13 mình giao lưu 1,5 triệu ạ. Rồi, 1,5 triệu. Cái này tại vì em cắt cái đọt nó hơi không có đọt chủ thì em giá hơi thấp, cái cây này 1,5 triệu rồi. Nhìn chung từ đế dán dắp tại cành dắp đều hết ha. Quá rẻ rồi ha. Lấy cái đỉnh nó ok. Rồi. Rồi cao quá. Rồi cây số 14 luôn ha. Cây này thì cũng để ngoài lậu nên bó cái tàn lại nha, chứ tàn xè là dữ lắm nha. Này cao chung có tầm 1,9 m nữa ha. Lấy mét 7 đi. Lấy mét 7 cũng được, mét 9 cũng được. Này tán ngang tán hơn ha. Thang nha. Đây là tại cái tàn em bó lại nha. Cái tán ngang đó là 1,5 m, còn đây nó còn dư một đoạn rất là nhiều đây nữa nè ha. Này lấy 2 mét đi ha. 2 mét ngang ha anh Tư. Rồi 2 mét đi. Đấy, dư nhiều lắm đó quý vị. Rồi, giờ cái hoành đây quý vị ơi. Hoành 25. 25 hoành. Rồi. Cho em vô chỗ thế một tí anh. Cái tàn đẹp lắm nha cô chú anh chị, tại vì để ngoài lộ sợ xe chạy nó quẹt gãy bó dán, bó lại. Rồi, cái dáng thì nó siêu chút. Đó. Còn thân cành đây, quay cái góc độ mặt lưng những cái gì. Lưng kéo lên thân cành. Đó. Ok ha. Cành này xe ngang xương cành khích đẹp ha. Còn nụ thì gì mình an tâm. 10 cây như một. Này là bao nụ nha cô chú anh chị. Bự không gì nè. Nụ này là miền Nam là ok luôn ha. Chỗ này nó xui nắng có gì. Đây, chặn cái tay lại cái ha nè. Nụ bự không vậy ha. Ở đâu cũng vậy cái gì nè. Nụ bự không nè. Do không gì nè. Nè, trên đây nó dữ hơn nữa cái gì nè. Nụ dè chứ ha. Đó. Trắng giả tên ha. Cái này mà bung xè cái tàn này ra là đẹp lắm á. Rồi giao lưu nhiêu anh? Rồi mã 14 mình giao lưu 2 triệu ạ. Rồi 2 triệu ha. Rồi xè đẹp lắm quý vị. Rồi đi vô vòng qua mấy anh đây luôn. Mấy anh chị cô chú thông cảm ha. Rồi dẫn máy đi vòng vòng như giống như trước quá ha. Cho mấy cô chú anh chị coi cây cảnh luôn. Rồi để xa quá rồi. Mai tàn nó bị chiếm không gian nhiều quá. Rồi. Làm mấy ly phê không? Rồi. Là mã số vừa rồi là 13 rồi ha, giờ tới 14 ha. Hình như 14 rồi á. 14 rồi hả? Giờ tới 15 phải không? Ừ.
15 đây, đây cái này vô 15 đi. Rồi ghi vô. Dẫn đo đi cái dẫn như clip trước vậy ha. Rồi, cái này là khoảng cao 1,5 m đi. Cao khoảng 1,5 m á. 1,5 m hơn nhiều. Rồi. Đó. Sẵn ngang thì 1,5 m có hơn ha. Đây nè, thấy không? Ngang này mình lấy tầm 1,8 m có hơn. Vô cái quành luôn. Lùng lực. 26 ha. 26. Đó. Đây này mã 15 nha quý vị. Đi quay nè. Để. Rồi. Xương cành nha quý vị. Cái xương cành ha. Xương ngang ngang không ha. Xương ngang ha. Kích kích ha. Đây là chủ nó đây nha quý vị. Đó. Rồi mình vô nụ luôn nha quý vị. Nhánh này đi ha. Đây. Nụ như ve vậy. Tròn do. Tròn như nụ nó có độ bự thì nó không có bự. Nó tròn vậy nè mà nó đặt kẹo luôn á. Mình ta chơi nhánh kéo này xích ra không? Quá đặc luôn ha. Nụ này thì quá đặc rồi. Đậu bự thì nó không có bự lắm. Đậu đặc thì nó có ha. Hai cây này mã không thấy gì luôn nè. Rồi mã số này 15 này mình giao lưu nhiêu đây anh? Rồi mã 15 này em giao lưu 2,3 triệu bao ship luôn. Đụng lực 3. Nha mấy cô chú. Tàn tròn luôn. Tàn xe đẹp lắm quý vị nè. Rồi mình qua mã số rồi, 16 số ha. 16 đây. Cám này. Này cao chắc cũng có tầm 2 mét á. Rồi này ngoài 2 mét luôn. Ngoài 2 mét ha. Tán ngang chắc cũng còn dài cao lắm nè. Đây. Cao hơn 2 mét ha. Tán ngang lấy 1,5 m đi. Rồi 1,5 m thì dư nhiều luôn. 1,5 m dư nhiều luôn. Rồi, cái quành mà lấy múc trên luôn nha. Không có lấy sạch đấy. Quý vị, đó. Bò nằm sát đất luôn. 25. Nó xếp múc trên ở dưới chắc hơn 25. Rồi lấy 25 quành đi ha. Ừ. Cái góc thì nó hơi siêu siêu nhẹ nhẹ ha quý vị. Đây. Thân cành này cũng bẻ ngang sẵn hết rồi ha. Lá thì lật chưa hết, nó còn ở trên. Đó. Vậy không nhớ thân cành lại một lần nữa ha, cái mình vô cái nút nụ em nói như thế nào nha quý vị. Đó. Rồi nút nụ ha. Rồi nút nụ chỗ nào có ánh sáng rộ rộ vô cho dễ thấy nha quý vị nè. Tròn tròn vậy đó ha nè. Ánh nắng mặt trời rồi vô vậy thấy nụ ha, nụ tròn tròn ha, còn khá là nhiều ha. Rồi giao lưu nhiêu đây? Rồi mã số 16 mình giao lưu 2,000,000 ạ. Rồi 2,000,000 ha. Nụ tròn do ha. 2,000,000. Thì tất cả các cây báo giá trên clip đã bao cái phí vận chuyển cây tới nhà rồi nha quý vị, nhà quý vị luôn. Rồi mình qua cây 17 ha. Cây 17. Này, này cao chắc cũng cả tầm 1,7 m quá. Rồi 1,7 m có hơn luôn. Tán ngang. Tán ngang thì chắc cũng vậy. Đây. Đứng giữa rồi, 1,7 m có hơn này nếu kéo ra chắc hơn 2 mét luôn quý vị, lấy 1,7 m là chắc luôn ha. Rộng thanh thang luôn, luôn nha. Cái hoành. Hoành 28 rồi. Có dư tính 28 ha. Rồi, 29 thì không tới ha. Ừ. 8 hoành cũng lùng lực luôn đó nha. Chót vót luôn. Đó. Sàng qua sàng lại cho dễ thấy ha, xương cành khích khích không này ha. Rồi đọc chủ đây ha quý vị. Chủ đây ha, đây. Đó, vậy mình có thể là dựng cái đỉnh lên xíu ha. Đó. Đó xương cành này. Cái này là lùng lực. Cành khích khích ha. Rồi giao lưu nhiêu anh? Rồi mã 17 mình giao lưu 2,5 m à. Rồi 2,5 m ha. Rồi. Rồi giao mã 18 luôn. Theo luôn. Rồi cái này 18. Tầm 2,5 m quá. 2,5 m chắc có hơn 2,5 m luôn. Rồi để mình báo ra mình chỉ đi được có 2,5 m thôi nha cô chú anh chị. Rồi giao lấy này 2,5 m. Rồi. Tán ngang thì nó cũng tầm 2 m ha. Đây. Rồi ngang chắc 2 m luôn. Quá trời kỳ ta. Ngang cái gì rộng thanh thang lắm quý vị ơi, ngoài là hơn nhưng quý vị. Báo là báo từ hao xuống không đó quý vị ơi. Đây cái hoành 27. 7 hoành nha. Rồi. Đó. Này có đế nha cô chú chị nè, chưa mo dưới đây nó có cái củ tròn do ở đây nha.
Để nơm nha. Có cái cũ ha. Thấp thân thấp, tay cành sang sát, sang sát. Có này đi vô luôn. Này nó 18 không ta? 18 anh. À, tay cành sang sát thôi gì. Khích khích ha. Xương ngang không à. Mà thì tay cành đẹp quá ha. Là gì một lạc lá cũng còn mới trên ha. Lát lát cho nó nằm xuống lật luôn anh. Rồi, cây đỡ mất xích. Nó chân cành ok, đẹp. Có nụ không? Rồi. Luôn như anh. Rồi, mã số 18 vô lô 2,5 triệu luôn. 2,5 triệu này. Cái bên một cặp. Rồi. 2,5 triệu, mã số 18. 19 đây ha. Rồi, 19 đây. 19 chắc cũng cả đó ấm thức vô kìa. Đó 1,5 m rồi. Chừng có 2 m đi ha. Rồi, lấy 2 m đi ha. Tăng ngang chắc 1,5 m nữa có hơn nè. Cái ngang này 1,5 m hơn nhiều. Tăng ngang này chắc cỡ mỗi bên là cũng cỡ 1 m rồi đó anh. Nhân 2 lên là cây này tăng ngang gần 2 m á. Rồi, hoành 27. Rồi, 27. Rồi, xuống cạnh luôn ha quý vị. Xuống ngang luôn ha. Ngang không, nói chung lô mai đợt này gì là xương ngang không. Rồi này có nắng dội vô này, dễ quay nút nụ nè. À, nút nụ hiện tại em nói như thế này nha quý vị. Đó. Vậy ha nè. Nhiều quá nè, no bóng rồi ha. Ở đây à, không thấy. Đó, nhiều lắm quý vị. Rồi, mã số này mình giao lưu như anh, mã số này như là 19 nè ha. 19 giao lưu 2,2 triệu. 2,2 triệu ha. Ừ. Nhiều. Rồi, qua 20 ha. 20 thôi em này đi. Rồi, em này số 20 nè. Góc hơi siêu siêu. Tán ngang rộng thênh thang luôn. Ngang báo này ngang đó không có tầm 2 m á. Rồi, 2 m có hơn. Cao rồi chắc cũng có kéo lên nè. Cao đây. Này lấy 2 m mấy đây? Cũng khoảng 2 m 2 ha. Rồi, lấy 2 m 2 tới đây nè. 2 m có dư luôn. Rồi cái hoành này giờ nó nằm bó vô cái cây vậy. Nó vậy mình đo trên cái cổ này hả? Cổ là múc lên cổ nha. Múc cổ thì bỏ hai tay cành luôn rồi. Cổ đây là 20 hay 21 cái tên 20 ha. Cổ kia là chắc là 25 à. Bên nằm chỉnh dưới này. Cổ múc dưới đây nè. Rồi. Thân cành nè quý vị, ngắm nghe kỹ thân cành ha. Xương ngang ngang không. Chiều rang này ha. Rồi còn nụ em nói ha quý vị. Có nắng dội vô nè. Lật mấy lá ra để cho dễ thấy ha. Ta nó vậy đó quý vị. Để quay cái chỗ cái bộ gốc hồi nãy cái. Đây. Đây đo ở trên đó ha. Ở trên tới hai cái nhánh luôn nha. Để thì nằm dưới đây. Nằm dưới đây thì bó sợ bể bầu. Rồi, để bầu đi. Đây. Rồi cái này giao lưu nhiêu anh? Rồi má 20 giao lưu 2,2 triệu luôn. Số 20, 2,2 triệu. Rồi vô còn cây mai bự nha cô chú anh chị. Bự cuối clip ha. Bự là cuối clip luôn. Rồi theo chân luôn. Rồi đi quay cho hết mai tàn luôn. Đi ngược theo luôn. Rồi đi tới đi lui đi xuôi đi ngược luôn. Đi vòng vòng nhà anh Tấn nãy vậy mấy chập hả quý vị. Làm phê Phương ơi. Rồi cây cuối clip quý vị ơi. Cuối clip luôn cây này. Thử coi tấm mắt rửa tên. Đây anh Tấn để đặt thức đó ha. Đây là 1,5 m ha. Đây đây nó có 2 m nữa ta. Này 3 m mấy còn cao dữ lắm. Cây Sài Gòn dưới á. Đó đã lúc trên luôn. Này cỡ 4 m à anh. Cao quá 4 m nhưng quý vị. Tán ngang thì nó cũng qua tầm 3 m ha. Rồi đây. Này đâu coi. Đây nè. Đó ngay đó là hết 1,5 m mà còn ở trong. Rồi, đây nữa là hơn 3 m ha. Coi như là chưa tới nửa cây nữa nè. Rồi, đó, đó. Đó không? Này tán ngang cũng gần 3 m á. Ê quên gần 4 m. Lấy 3,5 m đi, ngang 3,5 m đi. Rồi. Ha. Cao lấy 4 m. Cái này không có làm đế nha cô chú anh chị.
Rồi, đó ngay chỗ quán keo, keo luôn. Đây. 47. 47 nè. Đó. Còn nhiều quý vị khai thác thêm đo thấp thì xuống thì nó bự hơn rồi. Rồi lấy 47 hoành nha quý vị. 47 hoành. Không khai thác đế luôn. Đó, bứng trên giường sao gì để y chang vậy luôn. Rồi anh cho em cái thóc thân nữa anh Tức. Này bự nè. Đó, thông số kỹ kỹ xíu ha. Rồi lật mặt thức kia ra. Chá mắt luôn. Rồi, thóc thân nó 55 ha. 55, thóc thân 55. Rồi anh né ra giúp em cái. Rồi tay cành như cái gì? Cũng đều đều hết ráo ha. Tay cành nè. Đó, em này thì hơi lắc nhẹ chỗ vị trí này một cái ha. Đây hơi lắc nhẹ một cái quý vị. Đây thì bị trái chói nắng không quý vị thấy được. Đi qua đây đi ha. Đây. Tay cành thì đều ha, từ cái thóc thân lên là đều, thân lắc nhẹ 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 nhẹ, nhẹ ha. Đó, tay cành đều. Cao 4 mét ngang lấy 3 mét rưỡi. Cao là khỏi cái nóc nhà của anh Tức cái nè. Ở trên nó mắc còn dây điện nha cô chú anh chị, nếu không có dây điện chỗ đó nó cũng bung ra dữ lắm nha. Cao quá rồi lấy 3 mét rưỡi ha. Rồi nụ thì bự bự không có gì ơi. Này nhà mà biệt thự để vô cái là ok ha, cái mai này về tới biệt thự là có giá trị lắm nha. Rồi. Giao lưu nhiêu anh? Rồi cái này mình bao giao lưu là 12 triệu là mình bao ship nha cô chú anh chị. 12 triệu bao ship. Chỉ 300 cây số đổ lại thôi nha, chứ nhiều quá không có đi xa được. Rồi, hết ha. Rồi, cuối clip luôn. Rồi, mình cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip. Thì trong quá trình xem quý vị ưng ý mã số nào có alo trực tiếp cho anh Tấn nha. Thì số điện thoại của anh Tấn thì mình để trên phần tiêu đề nha quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, xin chào hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.